Thân ái chào các em. Những bài học trước chúng ta đã nghiên cứu sơ qua về cái tập hợp số thực, tức là chúng ta có nhờ được cái tiên đề supremum để chúng ta lấp đầy những chỗ trống trong các cái số hữu tỉ nó còn để lại đó. Thế hôm nay thì chúng ta sang một cái khái niệm mới ở trong cái phần tập số thực, đó là chúng ta nghiên cứu về những cái dãy số thực. Thực sự ra thì dãy số thực thì chúng ta cũng đã làm quen, chúng ta đã có dịp biết nó ở trong cái chương trình phổ thông rồi. Cho nên ở đây thì thầy cũng xây dựng cái dãy số thực dựa trên những cái hiểu biết mà chúng ta đã có ở chương trình phổ thông. Thầy chỉ có muốn giúp cho các em nắm lại một số những cái định lý, những cái tính chất của cái dãy số thực. Và thông qua cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái phần kiến thức mà của bài học trước mà thầy chỉ giới thiệu, mà thầy chỉ nói, mà thầy không chứng minh. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có dịp quay trở lại để chứng minh những cái điều mà trong bài học trước thầy nói với các em. Thế hôm nay thì chúng ta bắt đầu bài học mới, đó là dãy số thực. Chúng ta làm xem lại cái định nghĩa của dãy số thực nó như thế nào. Thế thì người ta định nghĩa dãy số thực thông qua cái ánh xạ như sau. Chúng ta có một cái ánh xạ F đi từ tập hợp các số tự nhiên vào tập hợp các số thực, ứng với mỗi giá trị n là nhỏ thuộc vào n là lớn thì tương ứng với nó ta có một cái số thực ta ký hiệu đó là Fn. Và cái Fn này thì ta thường ghi là chữ xn hoặc un hoặc an. Ví dụ ở đây thầy ghi là xn. Thì như vậy thì một dãy số thực chẳng qua nó là một cái ánh xạ đi từ tập hợp số tự nhiên và tập hợp các số thực thôi. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ có học cái khái niệm về hàm số, thì nó ký tập n thay vì nó là n thì nó là một tập con của r, nó đi từ tập con của r vào r thì lúc đó ta có một hàm số. Còn ở đây cái tập đến của tập đi của chúng ta nó là cái tập hợp các số tự nhiên, nó là tập hợp n thì ta gọi đó là cái dãy số thực. Thế thì bây giờ về mặt ký hiệu thì người ta sẽ ký hiệu thay vì chúng ta cứ ghi f đi từ n đến r n fn bằng xn thì nó quá dài, cho nên chúng ta sẽ ký hiệu cái dãy số thực như sau, nó gọn hơn. Tức là cái cách thứ nhất, chúng ta có thể liệt kê các cái phần tử của cái dãy số thực đó ra bằng cách chúng ta ghi x1, x2, vân vân, xn, vân vân. Cái dãy số của chúng ta là như vậy. Hoặc là chúng ta còn có thể ghi cái chữ xn nằm ở trong cái móc nhỏ. Hoặc đôi khi chúng ta còn có thể ghi cái chữ xn không như thế này cũng được. Đó. Thế thì chúng ta ghi xn nằm trong ngoặc hoặc xn không. Thế thì chúng ta sẽ có cái tên gọi nó như thế này. Cái xn này của chúng ta đó, người ta gọi đó là cái số hạng tổng quát của cái dãy số thực xn. Và ở đây thì chúng ta chú ý cho thầy chuyện sau đây. Vậy thì một cái ánh xạ F hoặc là một cái dãy số xn mà chúng ta ký hiệu như thế này nó được xác định khi nào? Thì chúng ta quan sát thì chúng ta thấy nó xác định hoàn toàn khi chúng ta đã biết trước cái số hạng tổng quát xn là này của chúng ta. Như vậy thì tổng kết lại, dãy số chẳng qua là một ánh xạ đi từ tập hợp các số tự nhiên đến tập hợp các số thực. Và cái dãy số hoàn toàn được xác định khi chúng ta biết được cái số hạng tổng quát xn là của nó. Thế thì bây giờ thông thường người ta cho một cái dãy số theo làm ba cách sau đây. Thế thì chúng ta thấy cái cách thứ nhất thường nó cũng ít khi cho, đó là cái cách mà chúng ta liệt kê luôn tất cả những cái phần tử trong cái dãy số của nó ra. Thầy lấy ví dụ chẳng hạn như chúng ta xem cái dãy số được định bởi các phần tử như sau: 2, 4, 6 vân vân, 2n vân vân. Như vậy thì từ cái dãy số mà được liệt kê sẵn như thế này, chúng ta có thể thấy được ngay cái số hạng tổng quát của nó là 2n. Cách thứ hai là người ta cho luôn cái dãy số ở dưới dạng tổng quát, tức là người ta đưa ra cái số hạng tổng quát luôn. Chẳng hạn như chúng ta quan sát cái dãy số xn với xn bằng 2 lũy thừa n. Thế thì khi
chúng ta có cái số hạng tổng quát thì đương nhiên chúng ta cũng liệt kê được các cái phần tử trong cái dãy số đó. Ta cho n là chạy từ 1 trở đi thì ta có được cái dãy số của chúng ta là gì? 2, rồi n bình phương là 4, rồi n lũy thừa 3 là 8, rồi n lũy thừa 4 là 16, vân vân. Chúng ta có thể liệt kê nó ra. Hoặc là người ta còn có thể cho một cái dãy số dưới cái dạng quy nào. Có nghĩa là người ta cho cái kiểu sau đây. Chẳng hạn người ta cho số hạng đầu của chúng ta là 2. Và người ta cho một cái công thức quy nạp. Xn nó sẽ bằng 3 lần xn trừ 1 cộng 5. Tất cả chia cho xn trừ 1. Thế thì chúng ta từ cái cách cho này chúng ta cũng có thể liệt kê ra được tất cả những cái số hạng của cái dãy số xn là như sau. Chẳng hạn như chúng ta có x1 bằng 2 giả thiết cho. Như vậy thì vấn đề x2 của chúng ta bằng bao nhiêu? Thì chúng ta dựa vào cái công thức quy nạp này thì chúng ta có được này. Chúng ta để ý xn thì bằng 3 lần cái số hạng đứng ngay trước nó, tức là xn trừ 1 cộng 5 chia cho xn trừ 1. Như vậy thì số hạng đứng trước x2 là ai? Là x1. Như vậy thì 3 lần x1 cộng cho 5, tất cả chia cho x1. Với x1 của chúng ta bằng 2, ta thay vào đây thì ta có 2 nhân 3 là 6 cộng 5 là 11. Như vậy tử số là 11 chia cho x1 chúng ta có bằng 2, tức là 11/2. Và thầy làm cho một thêm một phần tử nữa cho chúng ta thấy. Chẳng hạn như bây giờ thầy tính x3. Như vậy thì x3 bằng bao nhiêu? 3 lần x2 cộng 5 chia cho mẫu số là x2. Và với x2 của chúng ta bằng 11/2. Chúng ta thay vào và chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm nó ra thì chúng ta có được x3 của chúng ta bằng 43/11. Vân vân. Chúng ta có thể liệt kê tới x4 vân vân. Thì cái kiểu cho cái công thức dưới cái dạng quy nạp là như vậy. Như vậy thì chúng ta vừa mới làm quen với cái định nghĩa của dãy số và chúng ta cũng vừa mới xem xét một số những cái cách thức mà chúng ta thường gặp khi mà người ta thể hiện một cái dãy số dưới dạng một trong ba cái cách mà thầy vừa mới nêu trong ví dụ của chúng ta. Thế bây giờ thì chúng ta xem xét một cái khái niệm rất quan trọng trong dãy số, đó là cái sự hội tụ của dãy số hoặc là giới hạn của dãy số cũng được. Thế bây giờ chúng ta xem xét một cái khái niệm mới như sau, đó là sự hội tụ của dãy số. Người ta định nghĩa như thế này, tức là một cái dãy số xn là nào đó hội tụ về cái số thực A nếu điều sau đây xảy ra. Ta chọn với mọi epsilon dương, dĩ nhiên epsilon này là một số dương nhỏ tùy ý, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm được một cái số tự nhiên n0, sao cho khi n lớn hơn n0 thì ta dẫn đến được trị tuyệt đối của xn trừ cho a nhỏ hơn epsilon. Rồi bây giờ thì chúng ta xem thử cái định nghĩa này có những cái điều gì mà chúng ta cần phải chú ý này. Trước hết về mặt ký hiệu, thế thì người ta sẽ ký hiệu dãy số xn là hội tụ về A bằng cái ký hiệu sau đây, đó là lim của xn khi n tiến tới cộng vô cực bằng A. Thế thì chúng ta thấy rằng n của chúng ta lúc nào cũng là số tự nhiên tiến tới cộng vô cực, cho nên thông thường chúng ta không cần ghi n tiến tới cộng vô cực, cho nên cái chỗ này chúng ta có thể bỏ đi luôn cũng được. Và đơn sơ nhất chúng ta ghi lim của xn bằng a. Thì chúng ta được hiểu rằng n này của chúng ta đương nhiên là số tự nhiên tiến tới cộng vô cực. Rồi bây giờ chúng ta lại có tiếp một cái định nghĩa như thế này. Như vậy thì nếu như dãy số xn không hội tụ thì lúc đó chúng ta có một cái tên gọi, đó là xn của chúng ta là dãy số phân kỳ. Như vậy thì dãy số phân kỳ, điều này tương đương với cái mệnh đề nào này? Chúng ta có được cái định nghĩa của dãy số hội tụ. Như vậy thì không hội tụ nghĩa là phân kỳ đứng trở thành một cái mệnh đề sau đây. Tức là chúng ta sẽ không tìm ra được một cái A nào để thỏa được cái định nghĩa này. Tức là với mọi A thuộc R, chúng ta chỉ cần làm cái mệnh đề phủ định của cái định nghĩa này thì ra được cái phân kỳ thôi. Vậy thì chúng ta thấy phủ định của với mọi epsilon dương
đó là tồn tại một cái số dương tùy ý nhỏ, dĩ nhiên ta chọn nhỏ chứ không ai chọn lớn. Thế thì với mọi tồn tại n0 thuộc n, tức là với mọi cái số tự nhiên n0, thì bao giờ chúng ta cũng tìm ra được một cái giá trị n lớn hơn cái n0 này tồn tại, để sao cho trị tuyệt đối của xn trừ a nhỏ hơn epsilon thì phủ định của nó phải lớn hơn epsilon. Chúng ta thấy ở đây là cái mệnh đề để giúp chúng ta nhận ra được một cái dãy số là phân kỳ. Thế thì ở đây là chúng ta có được hai cái dấu hiệu để nhìn ra được hoặc là dãy số hội tụ hoặc là một dãy số phân kỳ. Thế thì ngoài hai cái dấu hiệu này ra, chúng ta còn có những cái dấu hiệu để nhận biết sau. Cái chuyện đó thầy sẽ nói ở những cái phần tiếp theo. Thế bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái định nghĩa của cái sự hội tụ của dãy số một chút bằng cái nhận xét sau đây các em. Trước hết chúng ta thấy như sau. Trong thực tế, để sử dụng cái định nghĩa này cho việc chứng minh một dãy số hội tụ về A, thì thực tế cái khó nhất của chúng ta là cái việc chúng ta đi xác định cái n0 này như thế nào. Với mọi epsilon dương phải tìm cho ra được cái n0, để khi đó n lớn hơn n0 dẫn đến trị tuyệt đối n trừ a nhỏ epsilon. Thế thì chúng ta thấy rằng cái n0 này nó đứng sau cái với mọi epsilon, nghĩa là trước hết chúng ta thấy n0 này nó phải phụ thuộc vào cái epsilon cho trước này của chúng ta. Như vậy, ý thứ nhất chúng ta cần phải chú ý đó là n0 phụ thuộc vào epsilon. Ở điểm thứ hai, chúng ta thấy rằng n0 theo định nghĩa thuộc n lớn, nhưng thực tế chúng ta không cần n0 thuộc n lớn đâu. Chúng ta chỉ cần n0 của chúng ta là một cái số thực là được. Và dĩ nhiên cái số thực đó khi n lớn hơn n0 thì nếu n0 là số âm thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Do vậy mà về mặt thực tế chúng ta làm việc thì cái n0 này không cần là số nguyên dương, mà nó chỉ cần là một cái số thực dương là đủ. Chuyện thứ ba mà thầy muốn nhận xét đó là cái ký hiệu trị tuyệt đối xn trừ a nhỏ hơn epsilon. Thế thì như vậy cái ký hiệu này muốn nói chúng ta cái gì? Trị tuyệt đối xn trừ a nhỏ hơn epsilon nghĩa là xn trừ a phải lớn hơn trừ epsilon và nhỏ hơn epsilon. Cái chuyện phá dấu trị tuyệt đối thì theo công thức đây. Bây giờ thầy giữ lại xn nhé. Thầy chuyển trừ a sang trái thì chúng ta sẽ được là lớn hơn a trừ epsilon. Thầy chuyển trừ a sang phải thì nó bé hơn a cộng epsilon. Mà bây giờ chúng ta quan tâm cái khoảng này các em. A trừ epsilon và a cộng epsilon. Thế thì cái khoảng a trừ epsilon, a cộng epsilon là cái khoảng nó bao bọc cái chữ a bởi một cái số vô cùng bé epsilon. Như vậy thì nó chính là một cái lân cận của a. Và xn của chúng ta nó nằm ở trong cái lân cận đó. Như vậy thì chúng ta thấy điều này tương đương với xn sẽ thuộc một cái lân cận của điểm a. Nhờ cái nhận xét này mà chúng ta có thể phát biểu ở một cái dạng khác trong cái định nghĩa mà vừa rồi thầy mới giới thiệu. Đó là chúng ta thấy như thế này. Nếu ta cho một cái lân cận của điểm A một tùy ý, một lân cận tùy ý của A, thì bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số thực dương, chứ không nhất thiết phải là số nguyên dương. Vừa rồi thầy có nhận xét. Sao cho khi n lớn hơn cái số thực dương đó thì cái xn của chúng ta sẽ nằm trong cái lân cận của điểm A. Như vậy đó cũng chỉ là một cái cách phát biểu khác của cái định nghĩa về sự hội tụ. Bây giờ thì chúng ta theo dõi tiếp hai cái ví dụ thầy cho để minh họa cái định nghĩa này của chúng ta. Thầy chẳng hạn thì thầy cho một cái ví dụ khá đơn giản sau đây. Đó là chứng minh dãy số xn với cái số hạng tổng quát xn bằng 1 chia n hội tụ về 0. Vậy thì theo định nghĩa, muốn chứng minh dãy số xn hội tụ về 0
thì trước hết chúng ta có với mọi epsilon dương, bao giờ chúng ta cũng phải tìm cho ra được một cái số thực dương, sao cho khi n lớn hơn n 0 thì ta dẫn đến trị tuyệt đối của xn là trừ a, a của chúng ta đây là không, tức là xn là trừ không nhỏ hơn epsilon. Bây giờ thì làm sao để tìm ra được cái n 0 này bằng cách sau đây? Thầy lấy ví dụ, thầy làm nháp vào ngoài cho chúng ta thấy. Thầy bắt đầu đi từ cái kết luận này: trị tuyệt đối xn là trừ không nhỏ hơn epsilon. Thầy chặn nó như thế nào để từ đó chúng ta nhận ra được cái n 0 ngay. Như vậy thì ta thay nó vào nhé. Điều này tương đương với xn của chúng ta là gì? 1 chia n. Như vậy thì ta có trị tuyệt đối xn là trừ 0, đó chính là 1 chia n nhỏ hơn epsilon. Nhưng chúng ta thấy rằng n của chúng ta là số tự nhiên, cho nên 1 chia n là số dương. Chính vì lý do đó mà trị tuyệt đối của 1 chia n bằng chính nó, tức là bằng 1 trên n luôn. Thầy bỏ được cái dấu trị tuyệt đối. Rồi sau đó chúng ta nghịch đảo lên, bởi vì chúng ta thấy rằng hai vế của chúng ta đều dương, cho nên nghịch đảo lên chúng ta thu được một cái bất đẳng thức độ chiều. Như vậy 1 chia n nghịch đảo lên ta được là n nhỏ hơn, ta thành lớn hơn 1 chia epsilon. Vậy bây giờ nếu như thầy chọn cái 1 chia epsilon này nó là n 0 thì ta xem thử đã thỏa được cái định nghĩa của chúng ta chưa nhé. Ở đây vậy thì với mọi n lớn hơn n 0 nghĩa là đây, chúng ta thấy n lớn hơn n 0, với n 0 ta chọn là 1 chia epsilon, thì rõ ràng ta suy ngược trở lại được 1 chia n bé hơn epsilon, ta suy ngược trở lại được trị tuyệt đối xn là trừ 0 cũng nhỏ hơn epsilon, nghĩa là từ đây ta suy ra được trị tuyệt đối xn trừ 0 nhỏ hơn epsilon, nghĩa là dãy số xn hội tụ về 0. Do vậy mà trong quá trình chúng ta làm nháp ở đây, chúng ta phát hiện ra được cái n 0 của chúng ta ở đây, ta chọn nó là số nào? 1 chia epsilon. Mà vừa rồi thì thầy trò chúng ta cũng vừa mới nhận xét cái n 0 chúng ta chọn nó sẽ phải phụ thuộc vào cái epsilon của chúng ta đây, và cũng không nhất thiết n 0 phải là số tự nhiên, chúng ta chỉ cần nó là một cái số thực dương là đủ. Bây giờ chúng ta xem tiếp ví dụ số 2 để cho chúng ta hiểu rõ hơn cái định nghĩa trong cái sự hội tụ của dãy. Chẳng hạn thầy cho như sau: chứng minh cái dãy số xn với cái số hạng tổng quát xn là bằng 2n là trừ 1 chia cho 3n là cộng 2 hội tụ về số 2/3. Thế bây giờ thì chúng ta cũng sẽ khởi sự bắt đầu từ cái trị tuyệt đối của xn là trừ a nhỏ epsilon. Trước đó thì thầy sẽ nhắc lại một lần nữa cái định nghĩa cho chúng ta nắm lại. Vậy thì ta phải chứng minh với mọi epsilon dương, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số thực dương n là 0, để sao cho khi n lớn hơn cái số thực dương n là 0 đó thì trị tuyệt đối của xn là trừ a, ở đây là 2/3 nhỏ hơn epsilon. Và chúng ta cũng bắt đầu đi từ cái trị tuyệt đối của xn trừ a nhỏ epsilon để chúng ta ước lượng, từ đó chúng ta sẽ nhận ra được cái n 0 như sau. Chúng ta bắt đầu đi nhé. Ta có xn của chúng ta là 2n trừ 1 chia 3n cộng 2 rồi trừ cho 3/2. Chúng ta ước lượng nó trước, rồi sau đó thầy sẽ ép cho nó nhỏ hơn epsilon xong. Thế bây giờ chúng ta quy đồng mẫu số, ta có được trị tuyệt đối. Mẫu số chung của chúng ta là gì? 3 nhân cho 3n là cộng 2 thì ta có đây. Như vậy thì chúng ta nhẩm ở trên tử nhé. Ở đây nhân chéo lên được là 6n, ở đây nhân chéo lên được trừ 6n. Như vậy là hết cái chữ n rồi. Và hằng số của chúng ta nhân lên đây chúng ta được là trừ 3. Nhân chéo lên đây ta được trừ 4. Như vậy ở trên tử chúng ta là trừ 7. Thế bây giờ thầy muốn phá cái dấu trị tuyệt đối này đi cho nó tiện này. Chúng ta thấy rằng mẫu số của chúng ta dương, tử số của chúng ta âm. Như vậy thì nếu thầy phá cái dấu trị tuyệt đối thì mẫu số còn nguyên vẹn. Còn trị tuyệt đối của trừ 7 thì ta biết nó bằng 7, cho nên ta xóa luôn cái dấu trừ. Đồng ý nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chặn. Chặn như thế nào cho cái chỗ này nó khéo, để cho nó nhỏ hơn cái epsilon
tùy ý mà chúng ta đã cho trước nó. Thế bây giờ chúng ta nhận xét như sau. Các em quan sát cái mẫu số 3 nhân cho 3n cộng 2 với n bắt đầu từ 1 trở đi, thì rõ ràng cái mẫu số này của chúng ta lớn hơn n. Chuyện không có gì khó khăn. Cho nên khi đó ta nghịch đảo lên thì ta được cái dấu bất đẳng thức đổi chiều, tức là 7 chia n nhỏ hơn đây. Số này đương nhiên phải nhỏ hơn 7 chia n. Chuyện này không có khó khăn. Và lúc này thì ta chặn, ta ép cho nó nhỏ hơn epsilon. Vậy thì từ đây chúng ta thấy hai vế cùng dương, chúng ta cũng làm giống như ví dụ trước. Ta nghịch đảo lên thì chúng ta có n sẽ lớn hơn 7 chia cho epsilon, đúng không nào? Ta nghịch đảo lên ta được như thế này. Vậy thì cái 7 chia epsilon này thầy sẽ chọn nó là cái chữ n0. Vậy thì chúng ta quay trở lại, chúng ta thấy với mọi n lớn hơn n0, đây n lớn hơn n0, chúng ta suy ngược trở lại được ở đây trị tuyệt đối xn trừ 2 phần 3 nhỏ hơn epsilon, tức là ta suy ra được điều này. Do đó mà đối với cái ví dụ 3, chúng ta sẽ chọn cái n0 này nó là 7 chia epsilon, nó phụ thuộc vào cái epsilon của chúng ta. Như vậy thì qua hai cái ví dụ mà thầy vừa mới trình bày cho chúng ta ở đây để chúng ta hiểu rõ hơn về cái định nghĩa sự hội tụ của dãy về một số. Thế thì cái khó khăn của chúng ta nó nằm ở chỗ phải chọn cái n0 khéo như thế nào để n lớn hơn n0 dẫn đến được trị tuyệt đối của xn là trừ a nhỏ hơn epsilon. Mà muốn làm được công việc đó thì thường chúng ta sẽ bắt đầu khởi sự từ cái trị tuyệt đối của xn là trừ a. Ta ước lượng như thế nào để ta ép cho nó nhỏ hơn epsilon. Từ đó ta sẽ tìm ra được, ta sẽ nhận ra được cái n0 nó sẽ phụ thuộc vào cái epsilon của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem tiếp một cái định lý nhỏ nhỏ như thế này. Đó là như vậy, một vấn đề rất rất tự nhiên được đặt ra đối với chúng ta như thế này. Nếu mà một dãy số tiến về A thì ngoài cái A đó ra, dãy số của chúng ta còn có thể tiến về số nào khác nữa hay không? Một cách đơn giản nhất thầy hỏi như thế này. Một dãy số tiến về A thì A đó có là duy nhất hay không? Thì chúng ta xem một cái định lý rất chặt chẽ sau đây. Và thông qua cái định nghĩa này chúng ta thấy cái sự duy nhất của nó. Thế thì chúng ta có cái phát biểu như thế này. Nếu mà dãy số xn của chúng ta mà hội tụ về A thì A sẽ là duy nhất. Sẽ không còn có một số nào khác để cho cái dãy số xn của chúng ta hội tụ về nó được. Thế thì bây giờ để chứng minh cái định lý này, thầy sẽ dùng cái phương pháp phản chứng. Tức là chúng ta sẽ giả sử điều ngược lại và cuối cùng dẫn đến điều gì đó mâu thuẫn là xong. Thế bây giờ thầy giả sử rằng xn không hội tụ về một số, mà bây giờ nó giả sử nó hội tụ về hai số khác nhau A1 và A2. Hai số A1 và A2 khác nhau, cho nên chúng ta hoàn toàn có quyền giả sử số nào bé, số nào lớn. Thầy lấy ví dụ, ở đây thầy giả sử A1 nhỏ hơn A2. Rồi, vậy thì bây giờ, làm sao từ cái điều giả sử này, chúng ta dẫn đến được một cái điều gì đó mâu thuẫn, thế là xong được, thế là chứng minh được cái định lý của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái giả thiết sau đây. Dãy số xn là hội tụ về A1 trước, tức là lim của xn bằng A1. Như vậy thì theo vừa rồi chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau về cái định nghĩa của giới hạn dãy số hoặc sự hội tụ của dãy, thì bao giờ cũng tồn tại với mọi epsilon dương tồn tại một cái n0 dương sao cho
n lớn hơn n là 0 thì dẫn đến trị tuyệt đối xn là trừ a nhỏ epsilon. Thế bây giờ thì ở đây chúng ta thấy cái epsilon ta chọn như thế nào? Thế bây giờ do a2 lớn hơn a1 thì đương nhiên cái hiệu số a2 trừ a1 của chúng ta là số dương. Mà chia cho 2 thì đương nhiên cũng dương. Mà dương cho nên ở đây thầy chọn cụ thể cái epsilon nó là a2 trừ a1 chia 2 bởi vì nó là số dương. Mà khi ta đã có được, ta chọn cái epsilon dương cho trước rồi thì thế nào chúng ta cũng phải tìm ra được một cái số tự nhiên hoặc là một cái số thực cũng được. Ở đây thầy gọi là số thực đó là n1. Sao cho khi n lớn hơn n1 thì ta dẫn đến được trị tuyệt đối của xn trừ cho a1 phải nhỏ hơn epsilon, mà epsilon của chúng ta là bao nhiêu? A2 trừ A1 chia 2. Đó. Ở đây thì xin lưu ý với các em rằng thầy chọn một giá trị epsilon cụ thể là A2 trừ A1 chia 2. Và ứng với cái epsilon ta chọn cụ thể này theo định nghĩa về giới hạn của dãy số thì chúng ta luôn luôn tìm ra được một cái số thực dương N1 để từ N lớn là N1 ta có được trị tuyệt đối xn là trừ a1 nhỏ hơn epsilon. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phá từ từ. Từ đây nhé, chúng ta sẽ có được. Như vậy thì xn trừ a1 thầy phá dấu trị tuyệt đối. Thì đương nhiên lớn hơn trừ a2 trừ a1 chia 2. Và nhỏ hơn a2 trừ a1 chia 2. Thế thì ở đây thầy sẽ sử dụng cái phần bên phải này thôi. Và từ đây thì thầy rút xn ra. Thế thì chúng ta có được xn của chúng ta đây sẽ nhỏ hơn, thầy chuyển A1 sang phải. Thì chúng ta có được ở đây là A1. Rồi cộng cho cái phân số A2 trừ A1 chia 2. Chúng ta nhẩm trong đầu, rút gọn cái phân số này lại. 2A1 trừ A1 còn lại A1. Như vậy ta rút gọn ta còn lại A2 cộng A1 chia 2. Cho nên thầy xóa cái này đi, ta có được A2 cộng A1 chia 2. Và ở đây thì chúng ta ghi nhớ cho thầy kiến thức sau đây để chuẩn bị sang trang mới. Đó là nếu mà chúng ta có xn hội tụ về A1 thì với mọi n lớn hơn hay bằng n1 chúng ta có xn nhỏ hơn cái số A2 cộng A1 chia 2. À, như vậy thì chúng ta có được cái điều thứ nhất mà chúng ta vừa mới sử dụng xong. Chúng ta thấy xn của chúng ta còn hội tụ về A2. Như vậy thì chúng ta xem tiếp cái giả sử của chúng ta đó, tức là cái giới hạn của xn còn bằng A2 nữa. Rồi vậy thì giống như vừa rồi, giống như chúng ta đã sử dụng cho cái giả thiết lim xn là bằng A1 thì bây giờ chúng ta cũng sử dụng tiếp cho cái lim xn là bằng A2. Và chúng ta cũng có cái nhận xét là A2 trừ A1 chia 2 là một số dương. Do vậy ta có quyền chọn đây là số epsilon. Mà với epsilon bằng A2 trừ A1 chia 2 này thì thế nào chúng ta cũng tìm ra được một cái số thực dương n2 để sao cho khi n lớn hơn n2 thì chúng ta có được cái trị tuyệt đối của xn trừ cho a2 nhỏ hơn epsilon, tức là nhỏ hơn a2 trừ a1 chia 2. Thế rồi ta cũng phá cái dấu trị tuyệt đối này đi nhé. Như vậy ta suy ra xn trừ a2 sẽ lớn hơn trừ cho A2 trừ A1 chia 2 và nhỏ hơn A2 trừ A1 chia 2. Thế thì vừa rồi thì thầy sử dụng ở cái bên phải, thì bây giờ thì thầy lại sử dụng ở cái mé bên trái như thế này. Như vậy thầy rút xn ra nhé, thầy chuyển A2 này qua. Như vậy thì trừ A2 ta chuyển sang, ở đây là dấu lớn hơn, nhìn từ trái, từ phải sang trái, đây dấu lớn hơn, chuyển qua chúng ta được A2 trừ cho A2 trừ A1 chia 2. Ở chúng ta rút gọn lại thì ta có 2A2 trừ A2 còn lại 1A2. 1A2 rồi trừ với trừ thành cộng A1. Như vậy ta thu gọn lại ta có
cũng lại là A2 cộng A1 chia 2. Và lại tiếp tục ghi chú cho thầy chuyện này để thầy qua trang mới. Đó là khi lim của xn bằng A2 thì với mọi n lớn hơn N2, chúng ta có xn lớn hơn A2 cộng A1 chia 2. Và chúng ta có được cái điều mà thầy vừa mới dặn dò chúng ta xong. Như vậy thì chúng ta đã thấy được cái điều gì mâu thuẫn chưa? Khi n lớn hơn N1 thì ta có được điều này. Còn khi n lớn hơn N2 thì ta có được điều này. Như vậy thì ta chỉ cần làm thêm một cái động tác nhanh nhỏ. Đó là ta chỉ cần chọn một cái số N0 là cái số lớn nhất trong hai số N1 và N2. Thế thì lúc này với mọi n lớn hơn N0, ta xem thử coi điều gì xảy ra cho chúng ta. Khi n lớn hơn N0 mà N0 là số lớn nhất trong hai số. Như vậy khi n lớn hơn N0 thì đương nhiên cái n này, các em này, nó cũng phải lớn hơn N1. Mà khi lớn hơn N1 thì đương nhiên chúng ta có xn là nhỏ hơn A1 cộng A2 chia 2. Nghĩa là chúng ta có được điều thứ nhất, xn là nhỏ hơn A2 cộng A1 chia 2. Thế rồi tiếp tục. Khi n lớn hơn N0, với N0 là số lớn nhất của hai số N1, N2, thì khi n lớn hơn N0, đương nhiên n cũng lớn hơn N2. Mà khi n lớn hơn N2 thì chúng ta có được cái điều này. Nghĩa là chúng ta có được xn phải lớn hơn A2 cộng A1 chia 2. Vậy thì chúng ta xem có điều gì mâu thuẫn này. Tất cả những giá trị n lớn hơn N0 thì xn của chúng ta là một số thực. Số thực đó nhỏ hơn A2 cộng A1 chia 2 lại vừa lớn hơn A2 cộng A1 chia 2, thì rõ ràng không thể nào tồn tại một cái số thực vừa lớn hơn một số cụ thể nào đó và bé hơn đúng cái số đó được. Như vậy rõ ràng đây của chúng ta chính là cái điều mâu thuẫn. Điều này không thể xảy ra được. Mà không thể xảy ra được thì có nghĩa cái điều giả sử xn hội tụ về hai giá trị khác nhau là điều này không đúng. Mà điều này không đúng thì có nghĩa A của chúng ta là duy nhất. Như vậy thì thông qua cái định lý này chúng ta thấy như sau. Một cái dãy số của chúng ta nếu hội tụ về một số nào đó thì chắc chắn số đó là duy nhất. Không thể tìm ra được thêm một số nào khác để cho nó hội tụ vào tới đó. Và bây giờ thì chúng ta xem tiếp thêm một cái khái niệm nữa liên quan đến dãy số. Đó là cái dãy con của một dãy số. Thế bây giờ chúng ta quan sát xem coi nào, cái định nghĩa dãy con như thế nào nhé. Thầy cho một cái dãy số xn. Thế thì cái ký hiệu sau đây nó hơi khó hiểu, thì chúng ta hiểu với nhau như thế này. Chúng ta xem một loạt những số tự nhiên tăng dần, không nhất thiết phải 1, 2, 3, 4, không nhất thiết phải cách nhau một đơn vị, mà nó có thể chẳng hạn như thầy chọn như sau: n1 bằng 3, rồi n2 bằng 7, rồi n3 bằng 10, rồi n4 bằng 18, tức là nó cứ tăng dần, nó là những số tự nhiên tăng dần, tăng mãi cho đến cộng vô cực. Đó. Thế thì lúc này cái dãy số xnk được gọi là dãy con của dãy số xn. Và khi đó chúng ta ký hiệu như thế này, đó là xnk. Chúng ta ký hiệu bằng cái ký hiệu nằm giống như tập hợp đó, ký hiệu nằm trong dãy số xn. Đây là cái dãy số dãy con. Thế ta lấy một cái ví dụ nho nhỏ như thế này. Chẳng hạn như cái dãy số sau đây x2n. 2n tức là nó cứ đây là các em 2 rồi 4 rồi 6 rồi 8 10 vân vân. Và tăng dần. Hoặc là cái dãy số 2n cộng 3 tức là ứng với 1, tức là n1 nó bằng mấy? Bằng 5. n2 bằng mấy? 4 cộng 3 là 7, tức là 5 7 vân vân.
đó, đại khái thế, một thế là năm này, hai là bốn là bảy, vân vân đó. Thì đây là tất cả những cái số kiểu này là một cái dãy con của cái dãy số xn. Và chúng ta có một cái định lý sau đây. Vừa rồi chúng ta có được một dãy số mà hội tụ về một số a thì a là duy nhất. Như vậy thì bây giờ một dãy số hội tụ thì tất cả mọi dãy con của nó cũng đều hội tụ về đúng cái số a đó. Tức là như thế này, nếu mà dãy số xn hội tụ về a, a duy nhất rồi, thì mọi cái dãy con của nó cũng sẽ hội tụ về a luôn. À, như vậy thì ở đây chúng ta có thể đặt ngược lại vấn đề. Ngược lại vấn đề có nghĩa là trong một cái dãy số xn, nếu mà chúng ta lựa ra được hai cái dãy con của nó mà hội tụ về hai số khác nhau, thì đương nhiên dãy số xn không thể hội tụ được là phân kỳ. Là xem một cái ví dụ thầy nêu rất nhẹ cho các em thấy. Chẳng hạn dãy số xn với xn bằng 1 trên n hội tụ về không mà vừa rồi ta vừa mới trình bày xong. Như vậy thì mọi dãy con của nó cũng sẽ hội tụ về không. Ví dụ cái dãy con x3n cộng 1 nó cũng sẽ phải hội tụ về không. Mà viết như thế này thì nhiều khi chúng ta không hình dung ra được, thì chúng ta có thể nghĩ như thế này. Ta viết ký hiệu lim, tức là ở đâu có n thì bây giờ ta thay nó là 3n cộng 1. Tức là lim của 1 chia 3n cộng 1 nó cũng tiến về không. 1 trên n với n bây giờ được hiểu là 3n cộng 1. Chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nho nhỏ nữa. Chẳng hạn như bây giờ thầy cho cái dãy số xn với cái số hạng tổng quát của nó là trừ 1 lũy thừa n. Thầy sẽ viết lại cái dãy số xn dưới dạng tường minh một tí cho thấy. Thế bây giờ x2n là dãy con của xn, thì tức là ở đâu có n thì ta thay nó bằng 2n. Như vậy thì đây nó sẽ được là trừ 1 lũy thừa 2n, thì đương nhiên nó bằng 1. Mà 1 thì đương nhiên nó tiến về 1, nó hội tụ về 1. Bây giờ thầy chọn một cái dãy con nữa của xn mà chúng ta quan sát đây. Chẳng hạn thầy chọn dãy số là 2n cộng 1 là số lẻ, cho nên là trừ 1 lũy thừa 2n cộng 1 đương nhiên bằng trừ 1. Mà ở dãy số trừ 1 thì đương nhiên là nó dần về trừ 1. Chuyện này không khó. Thế bây giờ thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng 1 trừ 1 rõ ràng đây là hai cái giá trị khác nhau. Nó khác nhau cho nên đương nhiên chúng ta kết luận được xn của chúng ta sẽ là cái dãy số phân kỳ. À, như vậy thì ở đây thì thầy giới thiệu cho các em được cái gì? Hôm nay chúng ta giới thiệu cho nhau được thứ nhất là cái định nghĩa của dãy số là một ánh xạ đi từ tập hợp các số tự nhiên đến tập hợp các số thực. Thế rồi sau đó chúng ta xem lại cái định nghĩa của dãy số mà chúng ta thường hay bỏ sót ở trong chương trình phổ thông bằng cái khái niệm epsilon. Yeah. Rồi bây giờ sau đó thì chúng ta có hình thành nên một cái định lý là nếu dãy số của chúng ta mà tiến về A thì A của chúng ta sẽ là duy nhất. Rồi sau đó chúng ta làm quen với nhau một cái khái niệm nữa mà chương trình phổ thông không gặp, đó là cái khái niệm về dãy con. Thế thì chúng ta lại có một cái định lý cũng khá quan trọng, đó là nếu cái dãy số xn hội tụ về A thì mọi dãy con của nó cũng đều hội tụ về A. Và cái mệnh đề đó thường chúng ta dùng để mà chúng ta chứng minh một cái dãy số phân kỳ bằng cách chúng ta chọn ra hai cái dãy con của nó và hai dãy con đó nó tiến về hai cái giá trị giới hạn khác nhau thì chúng ta kết luận được dãy số xn là phân kỳ. Thế bài học hôm nay của chúng ta đến đây thì tạm ngừng. Thầy thân ái chào các em.